Như vậy con xin hỏi câu thứ hai. Là người Phật tử thiền tông như tụi con, trên con đường cầu đạo giải thoát, từ nay về sau tụi con sống và làm như thế nào để cho khi xả bỏ xác thân tụi con về đi về một cách trọn vẹn ạ? Xin thầy chỉ cho tụi con ạ. À, trong 10 quyển sách ta đã nói rất rõ rồi. Có mình bây giờ mình làm cái gì cứ làm nấy thôi. Hồi xưa đó mình dùng cái tánh người để mình làm cái chuyện đó, bây giờ mình đã nhớ là tánh người sử dụng đúng lúc thôi. Chứ còn bây giờ đó, bởi vì thiền tông nó không, nó dẹp ba cái mê tín gì đó, ba cái vụ cầu xin cũng lại thì con rất khỏe rồi. Chứ ngày xưa đó người ta không hiểu cái này, con đi đâu cũng cúng lại, cũng cúng, cũng cầu, cũng xin, ngồi thiền hay này cái đó. Bây giờ nó dẹp hết mà, thiền tông nó dẹp trắng hết, chỉ việc nhà lo việc nhà, có quốc gia mà có lâm nguy thì đứng ra cứu, có vậy thôi. Rồi làng xóm cũng vậy, có gì thì mình giúp đỡ. Bởi vì cái thiền tông nó bắt đầu quay trở lại làm một con người chân chính. Còn ngày xưa người ta không hiểu là dùng cái con người yếm thế, cái người quỷ mị, đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng xá, đụng đâu cũng cầu. Bây giờ con người thiền tông đứng vững đi, không cầu xin bất cứ ai, kể ông Thích Ca cũng không cầu ổng nữa, mà chỉ ông Thích Ca là chỉ có cám ơn ổng thôi. Như Lai để lại pháp môn thiền tông để dạy của chúng con về, trở về Phật giới thôi, cám ơn vậy thôi. Chứ nhớ đừng có dùng cái quỳ lỵ hay là chuyện nó sai. Bởi vì ổng bảo là trong kinh Nghiêm Ca đừng có lại ai, mà tại sao nếu mà mình lại ổng được, nhưng mà bây giờ cám ơn ổng thì được, phải đúng vậy, con phải hiểu cái nguyên tắc này, thấy không? Thì bây giờ thiền tông nó không cho con làm mê tín gì đâu, thì con có làm gì không? Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, rồi con có làm gì đâu ấy. Thứ nhất hồi xưa đi cầu phước, giờ không cầu, cầu công đức, thì con làm sao có công đức thôi. Công đức không phải là mình làm gì nặng nề, con sách giống như đưa con á, ba con hiểu con đã có công đức rồi, còn có chuyện ba con về là không, chuyện của ổng là vì cái nhân quả ở đây, cha tình cha con bao nhiêu năm là xong. Khi mà cha con lìa cái xác này thì cái trung ấm thấy đi luân hồi tiếp, không có cầu xin cái gì, không có cúng đám cúng gì cả rồi. Bởi vì cái quy luật luân hồi đó, nếu mà ba con mà tu về tịnh độ thì chết sẽ giảng sanh rồi, ở đây làm gì? Còn nếu mà giải thoát thì đã giải thoát rồi. Còn nếu mà vô dòng tộc 49 nào phải quyết định, mà thường thường mấy người mà trưởng dòng tộc phải quyết định vô nhanh để tiếp tục sanh ra làm tiếp đó, mình phải hiểu như vậy á. Rất đơn giản, tu thiền tông không lệ thuộc bất cứ cái gì thì nó rất khỏe. Cây nhang còn không đốt mà huống chi đâu có gì đâu mà con phải lo. Ở nhà hành nghề gì thì làm nghề đấy, trong gia đình như thế nào thì phải ổn định thế đấy thôi. Rất đơn giản, có một điều đừng có mê tín gì đâu, được tin làm bất cứ cái gì. Tu thiền tông phải nói là nơi trái đất này là gọi là ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ, tìm hiểu ba cái loại này thì người tu thiền tông mới đúng được. Còn con không hiểu được ba cái này sai, hoàn toàn không hiểu cái này, hoàn toàn đụng đâu dính đó, đụng đâu mê tín đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Rồi con cảm ơn ạ.